Đấy, đây là món gà của mẹ mình mang từ Hà Nội vào để tặng cho mình một con, em mình một con đấy. À, mình đã xé tay không con này ha. Vô thế. Xé tay không mà được một con gà quá ngon luôn. Bây giờ mình cắt nhỏ lá chanh ra mình ăn ha. Ok các bạn nhìn này. Rất là ngon. Chiếu sắt vào đây, chiếu sắt vào. Chiếu sắt vào. Đó, cắt lá chanh vào. Chanh cực kỳ thơm. Chanh liệu. Ăn này với bia thì ngon. Ok. Ok, chào các bạn nha.